Chào mấy chị em tụi con, xin chào cô chú anh chị và các bạn, xin chào. Cô chú ơi, hôm nay thì trời chuyển mưa rất là nhiều luôn, cho nên mấy chị em cũng không có đi đâu được. Sẵn ở nhà có tay lưới, cái nhờ chú Năm với lại anh Nhật á, giăng lưới lên giùm luôn. Bên kia thì chú Năm với anh Nhật còn đang gỡ cái chài dính quá trời cá phía bên kia luôn kìa cô chú. Đó, còn ở đây thì mấy chị em tụi con là đang giăng lưới. Ồ, cô chú anh chị các bạn xem kìa, cá tra gỡ không hết luôn. Kìa, mình nhìn quá. Kìa. Ở phía bên kia kìa, quá trời cá luôn. Chị ơi, nhiều lắm chị ơi. Em chọn con cá dừa đếm, Ôi, hai con luôn chị ơi, hai dừa đếm luôn. Một, hai. Ê Ngân ơi, hai con vô đếm luôn. Ơi, chị có con chứ kìa. Ba con vô đếm luôn. Dính vô mà bà lỗi. Ừ, lên dậy đắng. Rồi, lên dậy đắng luôn đi. Ơi. Ôi, cái gì đấy nó mập nè. Trời ơi. Sức rồi, cá sức. Nè, bạn ơi. Ơi, cá vô đếm nhiều dữ vậy, mấy con luôn kìa. Cứu em. Không giữ thằng Tân. Trời, chú Năm ơi, sao bữa nay nhiều vậy chú Năm? Quá nhiều luôn rồi. Trời ơi. Bộ mưa mát mình hay gì mà lên dữ vậy tại? Quá chèn luôn rồi. Mời bữa nay nước mát thiệt. Ôi nay nước mát. Ôi ơi con cá dầu đếm này quá ngon luôn nè. Hai con. Trời ơi cô chú anh chị á bạn. Đúng rồi. Là nó ngon lắm á. Mà nấu cháo cái còn của ông nội. Ngon dữ lắm luôn. Tới công chuyện luôn rồi. Trời ơi con là con. Ngon ghê ha. Con thích con cá dầu đếm này đó. Hai bên là có hai cái này nè. Là nó có hai cái đếm nên gọi đó là cá dầu đếm. Mình có đếm thì mình cũng là gọi luôn. Ví dụ như cẩm mà có cái đếm là cẩm đếm. Sao nghe cái tên thấy ghê. Nghe tên thấy ghê quá. Ai ví dụ như ba mà có dầu đếm là chị ba đếm. nhưng mà là nó giống, nó cũng tương tự như con cá hú. Thịt nó ngon. Nhưng mà thịt nó ngon hơn. Dai không? Cái gì vậy? Wow, nè Năm hãy nằm im đây đừng nhúc nhích. Mấy con? Dạ. Giờ không biết mấy con nữa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. 6 hay 5? 7. Hết luôn. Vậy là không tha con nào hả? 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi đủ luôn. Đủ rồi đó, khỏi thả luôn. Khỏi thả con nào. Gì chị ba? Đang nhảy. Cái đồn là này nấu cháo ngon lắm anh Nhật. Để con nó lại nấu cháo. Cái gì vậy? Ôi đẳng còn con nữa kìa. Cái lưới này á cô chú là mình phải biết ý mình gỡ mới được, chứ như mấy chị em tay ngang vô là gỡ không được, tại cái lưới này nó khó gỡ lắm. Nó tới mấy lớp lần. Mà cái này nó không có giãn nữa. Mà nó không phải là lưới bắt cá. Nó là lưới dân gà. Lưới dân gà. Đem đi bắt cá cha. Trời móc họng dữ nhập. Gì cho chứ. Giống thật. Hay quá. Wow. Một đàn cá cha. Rồi đây đâu. Con cá thả dưới đi. Tăng rồi hả? Mấy cái con này. Không còn hai con nữa kìa. Đó một con kìa. Đó mấy con rồi. Thả con này xuống không? Bé anh hơi ốm. À vậy là mình kéo thả đi. Từ cái phần đầu xuống phần đuôi là nó sẽ ra được. Còn mình kéo ngược lại thì nó không ra. Đúng. Nó dướng gai. Rồi, phóng xanh không nhận ơi. Ủa mày, không dướng đi nữa. Nuôi tiếp. Bye. Khiên vô. Được không? Khiên tiếp. Dạ tháo ra luôn. Tháo ra để lại. Con này ngon quá nè. Con này ngon nha. Chị ba, lẩu mắm ăn ngon chị ba. Tại sao không có lẩu mắm mà không dám nhúng giấm? Chị ba, này lẩu mắm ăn ngon chị ba. Nhúng giấm thì cưng. Đằng kia mình bên đây là mình quăng chài nữa nè cô chú, là dính thêm ở phía bên đây nữa, tại nay mấy chị em bắt cá đó cho anh Caramel đặc biệt tặng mỗi người một con cá nha. Vỗ tay mấy chị em ơi. Dễ sợ. Wow. Chị em đi làm chị em không có phần. Cho chị em hết nguyên cái hầm này luôn. Ủa còn nữa hả? Ui.
như mấy chị em cũng bắt vô con nha. Chiều nay mưa chắc mình nấu cháo đi, ăn cho nó nóng nó ấm luôn. Ơi chị nay mát mình ra ngoài đi, mình ngồi cũng được nè. Mình ra ngoài đi. Cá sau khi mà bắt xong á thì mấy chị em tụi con chiều nay thấy trời mát, cô chú ơi định là sẽ đi ra ngoài bàn ngồi mình làm một cái lẩu ăn thiệt là ngon nha. Hôm giờ cũng muốn ăn lẩu cháo lắm mà tại vì do trời nắng á cho nên là ăn lẩu là coi như xong luôn. Cắt cái đi, cắt cho mình chơi nha. Ê nè bà cắt đi. Ơi cái rau má này nè là nhà nhúng lẩu cháo là ngon lắm. Hết sảy. Tôi thấy ở ngoài á bình thường đi ăn lẩu cháo là hay có cái này nè. Người ta thích lắm á, người ta hay kêu thêm. Nhưng mà cũng hiếm á. Cái thấy có mấy cộng. Thấy người ta lẩu ta để có mấy cộng. Để ít xíu rồi. Không có gì đây là. Chắc nó cũng mắc á. Cái này ăn nó giống như là rau đắng nhưng nó nhẵn nhẵn. Có mùi nữa. Có mùi nhẵn nhẵn. Lặt ra luôn, lát nó vô của mình rửa ra là được rồi. Thế thêm rau dịu nữa. Rau dịu chắc mình đi vô trong nấm với leo á. Bữa nay rau dịu trong nấm với leo ngon á. Chắc được rồi đó. Được chưa? Được rồi. Đi. Có mấy leo nữa. Đi. Nào mình ăn hết cái mình ngồi ngoài ghế đó cái mình ra mình thái tiếp. Nhiều quá dư. Có mấy lá đi không? Bữa nay artichoke lớn đây ha. Này mình đón thêm cơn mưa hay cơn mưa nữa chắc nó có cháy á. Ê, dạ. Ở đây non nè. Ô, rau dịu đây ngon lắm. Cái này là bắt đầu rau dịu có lai gai rồi nè. Điên kìa. Đi ra đi chơi. Cái dịu ngon quá. Còn không? Ở trong có không Cẩm? Có thì vô trọng hán luôn. Nó non mà nó hơi có bông chút. Có bữa trước ở bên cặp mé nước đó mà không biết hôm nay còn không. Cô chú anh chị các bạn ơi, hôm giờ thì bé Mỹ Lệ á có xin mấy chị em tụi con hai con ngỗng. Ngày hôm nay thì hai con ngỗng nó cũng khá là lớn rồi, quyết định là cho em luôn. Tại vì em thì rất là yêu mến động vật luôn. Hôm trước thì có ghé nhà rồi nói với mấy chị em. Sao em? Em xin con dệt. Nhà chị á là hiện tại không có dịch con cho nên nó là chị có hai con ngỗng mà hôm giờ thì nó nở cũng lâu lâu rồi. Xuống đây chị cho em coi nha, coi thử em bắt được không. Bữa trước lúc mà nó mới nở thì chưa cho em được tại vì nó còn yếu lắm, trốn đâu hết rồi kìa, thấy chưa. Bây giờ để chị dí lên trên rồi cho em bắt nó nha. Hai con ngỗng con á.
Trời ơi. Ba cho con xin cái bao lớn đi ba. Nhưng mà em định là mấy con ngầm mấy con ngỗng thì em xin về là cái gì? Em nuôi. Nuôi hả? Tại sao em không xin con ngỗng lớn mà em xin con ngỗng nhỏ này? Con ngỗng nhỏ nuôi lên cho em kêu nó nghe. Em nó nuôi cho nó nghe lời nhá. Mấy con ngỗng bự nó không có nghe. Trời ơi. Còn sao giờ quyết định là bắt một con hay bắt hai con? Thôi một con thôi. Một con thôi. Quá bự luôn. À, hôm nay thì nãy con cũng có nói cô chú mấy chị em cũng có ý định bắt mớ cá lên để nấu cháo. Chiều nay thì trời cũng mát đó, trời chuyển mưa. À, cho nên là sẵn thì bắt con cá luôn. Này là cá dầu đếm nha cô chú. Giờ Ngân sẽ thái ra, sau đó mình ướp rồi ăn chung cháo thì mình sẽ có cái rau dịu với lại rau má. Mình nhúng. Không sao đâu. Cái này là cá này là hồi mình bầm tỏi phi thôi chị bà. Phi vô mình ướp nó thơm. Thái mỏng nè, hồi mình nhúng nó cũng mau chín lắm. Cái chỗ nó là ai mà thích kiểu mỡ rồi đó, béo béo đó, có nạc có mỡ đó là ghé vô đây. À, chị nghĩ á, mình ướp xong đi rồi mình ăn cái gì cái mình nhúng vô cái là nó chín rồi, giống như tái vậy, chín lắm. Nó mau chín vậy. Thịt bò mau chín, cá phi lê chứ mình đừng để vô. Dạ. Nào mình ăn cái mình phải nhúng. Rau má chứ còn nhiều, bữa nay ngon quá ha. Rau má nó ngon trong. Cái da của nó dai kinh khủng luôn á chị. Vì tính ra là mấy con này từ lúc mà mình tách hầm được rồi cả là sót lại nè. Nay nó mới bay lớn nè. À, tính ra là năm rồi không? Cũng lâu. 2 năm, 2 năm rồi. 2-3 năm rồi. Kinh khủng thiệt. Giữ lại lớp da cho mấy bạn. Trời ơi. Ê, chiên á. Chiên phồng lên cái da phồng, cái da phồng chiên á, cái da chiên lên cái nó phồng lên, cái đó là nằm ở cái lường bụng á. Thường cái lường bụng đó đó, giờ người ta có cái món khô cá da phồng với ức cá dứa. Ức cá dứa, ức cá dứa. Giờ mình nên ức cá đếm, cá dừa đếm, cá dừa đếm. Nhưng mà cá dừa đếm này là mắc hơn cá cha. Đúng, tại nó ngon hơn, nó cũng ngang ngửa với cá hú. À, cá hú là 100.000 ký rồi đó. Có bự thì 100-120. Thịt nó ngon quá ha, trắng tươi nè. Trắng tươi à. Nhìn thấy cái khác cá cha thì thịt nó màu vàng hơn. Không mà thấy nó không tanh nha. Không có tanh, với lại biết sao không? Cái thịt này nó mềm hơn thịt của con cá cha. Mà nó mỏng luôn ha. Nhìn trong veo à. Hay là mình chế biến món sashimi cá dồi đếm đi mấy chị. Không ăn được, không ăn đâu nha. Không ăn được. Không ăn đâu. Con bé bụng yếu mà hay hay là chế biến à. Cái này mà đem ra ngoài bán một cái là thấy nó đắt như tâm tư không kẹp luôn. Cái này mà khoái lắm á chị. Tại thích lắm. Ít có lắm. Có dù đếm mà con là tầm này là ít có lắm. Bình thường con là tầm có 800 gram tới chứ con bay lớn là không có chị ba. Hiếm lắm. Đâu có bự đâu. Hiếm lắm. Hiếm mà bắt nữa. Có giá gì lắm luôn á. Thì con sẽ ra đây để mà tìm vài trái ớt nha. À, buổi chiều ở quê mấy chị em thì hiện tại là rất là mát luôn cô chú ơi. Giống như là sắp vào mùa mưa vậy đó. Bên đây thì hoa nó tàn rồi nó lại nở nha. Bên phía này thì mấy chị em trồng được mấy cái ớt này cô chú để dành ăn. Cháo chuẩn bị chín thôi chị. À, phía bên này mấy chị em chuẩn bị hết rồi nè cô chú. Có cá đã ướp sẵn rồi nè. Rau nữa, xíu mình đem cái chảo lẩu ra nữa là mình ăn được.
đi gỡ cái phần ớt này. Ừ, sao sông sụp luôn. Này phải có cái ớt ớt đỏ kia dầm lên một phát. Ừ, có ớt xanh mà chị hái được vài trái. Ừ, chưa có ớt đỏ. Ớt xanh thì ăn nó the the giòn giòn. Tôi ăn còn cả. Cho cá nhiều người chị. Ngọt nước dữ. Rồi mình có thể ăn được rồi đó. Còn hấp dẫn quá vậy. Bụng em mới kêu ọt ọt rồi nè. Bên này trời mát nha. Trời dưới mưa mà không chuyển. Chuyển mà không có mưa. Trời mát nha. Bỏ ra đi nha. Bán bên thôi. Thầy rau rau má là Phan hãy để nào ăn phải nhớ vô ở nhỏ nha. Theo nó cầm cơ nha, để vô cánh mặt xuống. Ồ, cái mùi ớt. Ớt này chứ cũng cay á. Ở giờ này thì nồi lẩu cháo của mấy chim đứa con đã nấu xong rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Mời các cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bếp cùng với lại mấy chị em vào buổi chiều ngày hôm nay nha. Dạ, mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời mọi người ăn cháo. Chưa có lấy rau má đó nha, ai ăn thì tự nhúng nha. Đây, giá đây, có ai múc không? Cầm múc cháo trước đi con. Em có cái muỗng. Rau này chị nha. Rồi, múc rau nha. Chín rồi. Chín rồi. Em có cái muỗng múc nha. Ôi thơm quá à. Hấp dẫn quá. Rồi nóng lắm nha bà con, cẩn thận nha. Trời ơi. Giá nè. Ồ nóng nha. Nóng lắm á. Đang sôi luôn mà. Này nóng lỏng lỏng mà mình nhấn nè. Ngon quá à. Vừa ăn không? Béo ghê vừa ăn. Béo hả chị? Vớt một ít dao nữa. Trời nóng. Ơi rồi đầy cái chén luôn. Nóng lắm ạ. Nóng quá. Có cái muỗng ăn cho vậy. Nóng. Để cho đũa ăn nóng lắm. Cá ngon á. Thơm. Béo. Cháo vừa ăn rồi chị. Không có lạc nha. Miếng cá. Thịt dai ghê quá. Có sớ sớ giống như thịt bò quá chị. Không hỏi gì hỏi gì ăn. Nóng quá. Cá nó cũng béo nữa mà cháo nó cũng béo luôn. Béo đều chân. Cháo là nóng dữ lắm. Để ăn không? Hết. Ăn rau má gì nhúng vô cái lấy ra liền ha. Bé không lấy chặt. Ăn rau má là nhúng thôi, chứ để vô lâu quá mồ hôi cái nó bị nhẵn. Nhẵn. Nhà nước. Cái dịu nha. Cái dịu nhúng lẩu cháo này. Ăn thơm thơm ha. Cái nhỏ lửa ra coi chị. Hơi nóng lắm luôn. Hoặc là có thể tắt luôn cũng được. Cái nhỏ nó ấy mình hơi để bật lên. Nó ấy thì bật lên lại. Chiều mặn này là hết sảy. Nhỏ để mát nha.
nay mới ăn nổi này chứ mấy bữa trước sao ăn nổi. Đang nó chuyển giao mùa. Mấy bữa trước là nóng quá chịu không nổi luôn. Miếng cá trắng phào luôn. Vớt dao thôi. Cái da nó dai mà nó dễ quẹo. Ý là có một số miếng thôi á, nãy là em lóc hết hai cái lườn rồi đó. Cái da nó dai mà nó dễ quẹo à. Ngon quá. Bởi vì đúng là cá này bán là người ta thích thiệt. Nó thơm, cái thịt nó thơm mà nó béo nữa. Nãy mình quên ha. Nãy mình kiếm mới gừng rồi đỏ vô. À, gừng nhất rồi có kìa. Mà gì nó cũng thơm rồi. Con có hồng. Mình cho nó ấm. Cái đó là nóng từ trong ra ngoài luôn. Chiều ngày hôm nay thì với cái lẩu cháo ba chim cho con ngồi ăn ở ngoài trời rất là mát luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Con cảm ơn các cô chú anh chị các bạn đã quan tâm đi theo dõi video. Còn bây giờ thì cho mấy chị em xin chào và hẹn gặp lại ạ.